Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây, đó là chiếc Hyundai Creta, một chiếc xe trong phân khúc xe gầm cao hạng B được bán chạy nhất phân khúc trong thời gian vừa rồi. Hiện tại thì Creta đã chuyển sang phiên bản lắp ráp cho từ thời điểm cuối tháng 6 và đầu tháng 7 nha anh chị. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá của Creta. Tuy là chuyển sang phiên bản lắp ráp thôi nhưng mà linh kiện của xe vẫn hoàn toàn nhập khẩu hầu như là 100%, và dây chuyền thì em vẫn bê, có thể bê nguyên cái dây chuyền lắp ráp tiêu chuẩn của Hyundai. Đó, thì phiên bản lắp ráp thì xe vẫn được chia làm 3 phiên bản, đó là phiên bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản cao cấp. Và các option cũng như là tính năng công nghệ thì giống hệt phiên bản xe nhập khẩu tiền nhiệm. Và hôm nay thì em sẽ xin báo với anh chị là chính sách giá cực tốt, cũng là cái duyên và cũng là một cái sự vô cùng là hợp lý. Tại vì là tháng 7 này được giảm thuế mà chiếc Hyundai Creta lắp ráp này thì lại được ra mắt tại thời điểm mà cận kề dịp giảm thuế rồi. Nên chị hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một chiếc xe với phân khúc xe gầm cao hạng B. Mà cái thời điểm tầm này năm ngoái thì cái giá xe lăn bánh vào riêng bản tiêu chuẩn và rơi toàn khoảng gần 700 triệu đến hơn 700 triệu như hiện tại. Thì giá lăn bánh của bản tiêu chuẩn thì nó chỉ rơi khoảng 636 triệu. Nhưng chị có tặng, bên em tặng cho anh chị đó là phim kích nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Và nếu anh chị cho thẳng trong tháng 6 này thì em sẽ tặng anh chị thêm cái cam hành trình hai mắt. Phiên bản đặc biệt thì với giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì rơi khoảng 690 triệu. Và cái quà tặng thì cũng giống như là phiên bản tiêu chuẩn. Cái bản cao cấp thì với mức giá bán xe không thì rơi khoảng hơn 700 triệu. Thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang cũng như các tỉnh lân cận khoảng 740 triệu. Đó, quà tặng thì cũng vẫn vậy. Hiện tại thì cái lãi suất trả góp thì cũng đang được giảm khá là tốt cho quý khách hàng. Nếu mà anh chị mua trả góp thì riêng Hyundai sẽ hỗ trợ cho anh chị cái mức lãi suất cực kỳ tốt trong 12 tháng đầu qua ngân hàng như là VIB, Vietcombank và VBank, như là ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Với mức lãi suất chỉ rơi khoảng 0.7 đến 0.8x% trên một tháng cho 12 tháng đầu. Còn thời điểm sau thì nó sẽ theo cái lãi suất, theo biên độ lãi suất của ngân hàng nhà nước. Về cái gói vay thì anh chị có thể vay tối đa là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 8 năm. Thì anh chị quan tâm đến trả góp thì có thể liên hệ số điện thoại ở trên màn hình, em có thể tư vấn rõ hơn cho anh chị. Thì em xin điểm qua một chút về chiếc Creta phiên bản tiêu chuẩn. Thì phần mặt ca lăng trước anh chị có thể thấy là được trang bị cái cản trước được sơn bóng rất là hiện đại và có cái đèn LED định vị ban ngày hình cánh chim này. Đó, sang hai bên cực kỳ là bắt mắt, giống đàn anh túc sơn. Phiên bản đèn của xe thì bản tiêu chuẩn được trang bị với công nghệ đèn, đó là đèn halogen chiếu qua bóng chiếu projector, đó, cho chùm sáng hội tụ. Còn phiên bản đặc biệt và cao cấp thì là được trang bị đèn full LED. Phần la răng thì chiếc xe được trang bị với kích thước la răng đó là 17 inch cho phiên bản cả 3 phiên bản. Và phiên bản tiêu chuẩn thì la răng là vẫn là la răng đúc chưa được phay, còn trên phiên bản đặc biệt cao cấp thì la răng đã được phay rồi. Đèn nổ từ xa cũng được trang bị cho cả 3 phiên bản. Tay nắm cửa mạ chrome trên phiên bản cao cấp thì gương được tích hợp thêm công nghệ đó là cảnh báo điểm mù trên gương, và xe cũng được trang bị đó là gương chỉnh điện, tự động gập điện và sấy gương. Đến với phần cốp sau cũng như là phần đèn hậu của xe thì xe được trang bị đèn hậu dạng LED và phiên đặc biệt và cung cấp là đèn hậu full LED. Đó, đây là mức tiêu thụ nhiên liệu của Creta, anh chị có thể thấy. Đó, mức tiêu thụ trong đường kết hợp là 6,1 lít trên 100 km, trong đô thị là khoảng 7,5 lít và ngoài đô thị đường trường khoảng 5,2. Nghĩa là anh chị chạy đường cao tốc thì tiêu thụ nhiên liệu chỉ rơi khoảng 5,2 lít. Xe Creta cả 3 phiên bản thì đều được trang bị cam lùi và có 3 cảm biến lùi. Với một chiếc cốp cực kỳ là rộng rãi của Creta thì anh chị có thể để được rất là nhiều hành lý cũng như là những cái đồ vật mình muốn mang đi, cả một chút hàng hóa nhẹ. Anh chị hoàn toàn có thể sử dụng được chiếc cốp này một cách là linh hoạt.
Đó, thể tích cốp rất là rộng. Có lốp dự phòng thì được trang bị ở dưới, ngay dưới khay khay cốp ở đây. Đó, lốp dự phòng thì cũng cùng kích thước với cả các lốp chính của xe, đó là vẫn là la răng 17 inch nhưng mà nó là vành thép. Cùng vào đến phần nội thất thì Creta được trang bị với duy nhất một tông màu nội thất cho cả 3 phiên bản, đó là tông màu ghế là tông màu đen và trần là tông màu xám kem. Đó, thì giúp cho cái chiếc xe của mình thực sự là có một cái điểm nhấn là sang trọng này và cũng rất là sạch sẽ, màu này rất là sạch ạ. Đấy, vô lăng thì bọc da có 4 chấu. Trên phiên bản cao cấp thì sẽ có thêm các cái công nghệ như là hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, phanh khoảng cách so với xe phía trước và người đi bộ phía trước. Trên phiên bản đặc biệt thì sẽ trở lên thì sẽ có cái hệ thống là kiểm soát gói giới hạn tốc độ, nó ga tự động, cruise control và cài đặt giới hạn tốc độ. Cả 3 phiên bản thì đều được trang bị đó là màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,25 inch. Vâng, chiếc màn hình này thì là hoàn toàn là sẽ có cảm ứng, có thể điều chỉnh bằng các phím ở trên ở dưới màn hình đây. Đấy, tích hợp bản đồ định vị dẫn đường do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Trên phiên bản đặc biệt và cao cấp thì được trang bị là điều hòa tự động, anh chị ạ. Còn phiên bản tiêu chuẩn là điều hòa chỉnh cơm. Số túi khí thì được trang bị cho phiên bản tiêu chuẩn là 2 túi và phiên bản đặc biệt và cao cấp đó là 6 túi khí. Phanh tay điện tử cũng được trang bị cho cả 3 phiên bản. Đó. Ghế da thì phiên bản cả 3 phiên bản đều được trang bị ghế da rồi anh chị nhé. Nhưng mà trên phiên bản cao cấp thì được trang bị ghế da có lỗ thoáng và có tích hợp công nghệ làm mát hai hàng ghế phía trước cho bản cao cấp. Còn ghế da phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt thì là chung một ghế da. Và phiên bản đặc biệt cao cấp thì hệ thống giải trí đó là loa Bose cũng được trang bị cho hai phiên bản đặc biệt cao cấp, đó là 8 loa Bose. Còn hiện tại xe này thì được trang bị đó là 6 loa thường. Hàng ghế sau thì có độ ngả lưng ghế tốt nha anh chị, và có thể gập được để cho anh chị có một cái khoang sau rất là rộng, anh chị có thể để được thêm nhiều hành lý. Cửa gió điều hòa thì hoàn toàn được trang bị cho hàng ghế phía sau, giúp chiếc xe được làm mát cũng như là gió được thổi thông thoáng hơn. Chiếc xe thì được trang bị với công suất với động cơ đó là 1.5 lít, sản sinh công suất đâu đó là 115 mã lực với vòng tua là 6.300 vòng trên phút. Hộp số của xe thì là hộp số IVT anh chị. Đây là một hộp số thông minh của Hyundai. Đó là hộp số cũng là một dạng hộp số CVT nhưng mà nó biến thiên thông minh, và đặc biệt ở đây hộp số này là hộp số trang bị dây đai bằng xích cho nên là rất là bền, không giống như là các cái dạng dây đai CVT. Anh chị quan tâm đến Creta thì xin vòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình và em sẽ tư vấn báo giá cập nhật theo từng thời điểm cho anh chị được chính xác nhất. Thì thời điểm thích hợp để mua xe đó là thời điểm tháng 6 cũng như là tháng 7 anh chị đăng ký thì đã được hưởng cái ưu đãi kép rất là nhiều. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo.